cháu đi luôn chân phải đi. Quả đấy Hưng sút chuẩn đấy, sút vào đúng vào gôn luôn. Không được chạm sang chân phải nhá. Tốt, chân trái xuôi tốt. Không được chạm sang bên chân kia. Hưng chỉnh ra. Tí nữa vỡ mặt thằng Hưng nhá. Chết chưa? Ai bảo đứng ở đấy? Cố gắng đi chậm thôi. Chỗ khi nào dứt điểm mà cháu phải nhanh vào, đừng có dừng lại như thế. Cháu biết đến cái điểm cuối cùng là phải dứt điểm, là mình phải đến chỗ đấy, mình phải bẻ góc thật chuẩn và sút thật nhanh. Nghe chưa? Chứ không phải đến đấy lại dừng lại, dừng bóng lại xong bắt đầu mới sút. Đến đấy là phải có góc độ và chân phải sút luôn. Sút. Đấy. Nó phải như thế. Chứ đến đấy mà mình lại ngập ngừng nữa thì không được. Chú biết là không thạo rồi, nhưng mà mình cố gắng, mình phải điều chỉnh ấy chưa. Đấy, bẻ góc ra. Tốt. Ôi, xấu hổ thế.